Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái ZBot cho Anip. Thì cái ZBot là một cái tool rất là hữu ích cho chúng ta phát triển các ứng dụng web, như là nó giúp chúng ta kết nối với database nhanh hơn, rồi kết nối giúp chúng ta tạo ra mấy cái mapping giữa database, giữa các table trong database lên trong cái đồ Z web của chúng ta nhanh hơn. Thì tôi sẽ đi cài đặt nó như sau. Tôi sẽ vô cái mục menu là Help và tôi chọn vô Anip Market này. Rồi tiếp theo thì trong cái ô tìm kiếm thì tôi sẽ nhập vô là ZBot, rồi tôi nhấn Enter, rồi nó đang đi tìm kiếm cái nút in ZBot cho tôi. Đấy, đây là cái ZBot tool 4.5.3.final, là cái phiên bản hiện tại của nó. Rồi tôi click cho Install. Rồi tiếp tục thì đây đây này, nó liệt kê ra mấy cái chức năng của nó ở trong đó, những cái liệt kê ra mấy cái chức năng của nó ở trong này. Rồi tiếp theo thì tôi click cho confirm để mà nó cài đặt cho tôi. Rồi tiếp theo thì tôi click cho I accept the term of license agreement. Rồi click cho finish. Đó thì bây giờ nó đang bắt đầu cài đặt cho tôi. Thì cái việc cài đặt này nó đang đo nó mấy cái thư viện ở trên internet về, nên là nó có thể nhanh hay chậm phụ thuộc vào cái đường truyền mạng của các bạn. Rồi tiếp theo thì nó hiện lên cái cảnh báo thì chúng ta click cho install anyway. Rồi bây giờ nó hiện lên thì tôi sẽ click cho retarget now để nó retarget lại Anip để cho nó update lại cái nút in cho chúng ta. Đó thì nó đã tạt lên cho tôi Anip lên như vậy. Và tôi sẽ dùng một cái menu Help, tôi cũng click cho Anip Market này. Rồi ở đây thì tôi cũng nhập cho ZBot. Đó thì bây giờ cái ZBot tool 4.5 nó đã hiện lên là installed, tức là nó đã cài đặt success trên cái tool Anip của tôi. Cái tool này thì các bạn có thể sử dụng để mà tạo ra các connection tới database, rồi tạo ra các mapping với database rất là nhanh chóng. Thì các bạn nên cài đặt cái tool này rồi. Ngoài ra nếu mà bạn nào mà muốn học các khóa học khác, lập trình khác của tôi như là về các lĩnh vực như là Java, EE đó, thì có thể vô cái kênh YouTube của tôi là Mẫn Ngố. Đây đây là cái kênh YouTube của tôi, thì trong này có rất là nhiều các video về các lĩnh vực khác nhau như là Ring MVC, rồi Angular, rồi GP Serverless, rồi có thể về các lĩnh vực khác như Linux chẳng hạn, Ubuntu chẳng hạn. Đó thì ở trong kênh YouTube của tôi thì có rất nhiều cái khóa học phi rất là hay, thì các bạn có thể vô đây để mà tìm hiểu thêm. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.